Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio, chuyên mục điểm tin DotaBiz hàng tuần. Sau đây cùng tụi mình điểm qua những tin tức và drama hấp dẫn trong tuần vừa qua nhé. Tân Vương ESL One Summer 2021 gọi tên T1. Huyền thoại Hai Khiên Anna tuyên bố giải nghệ trước thềm TI10. Dường như ngôi á quân tại WePlay Animator chính là bàn đạp lý tưởng để một đội tuyển underdog như T1 củng cố thêm niềm tin và sức mạnh để tô điểm cho thành tích mới nhất của họ tại ESL One Summer 2021 bằng ngôi vô địch cực kỳ xứng đáng, mà chỉ để thua duy nhất một loạt trận. Vượt qua cả những Viking.gg, Quincy Crew hay Alliance đều là những gương mặt cứng cựa. Tổ chức eSports tới từ Hàn Quốc đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ còn lại trong giải đấu. Không chỉ là đội combat tốt, T1 còn biết cách làm thế nào để vượt qua được những tình huống khó khăn. Chiến thắng của họ càng trở nên đáng nhớ khi T1 sau cùng đã có thể trả lại món nợ đã vay Virtus Pro trong trận chung kết tổng diễn ra đêm 20 tháng 6 vừa qua với một lối chơi lần lướt hoàn toàn Virtus Pro. Trong thế bị dựa chân tường ở loạt BO5 quyết định, T1 vẫn không từ bỏ phong cách chơi tấn công rực lửa. Họ liên tục lao lên kiếm tìm lợi thế và chứng tỏ mình là một trong số những team chơi cống hiến nhất. Có thể nói đây là show diễn tuyệt vời của các tài năng trẻ trong Dota 2 vì các tuyển thủ của họ ngoại trừ Captain Cuckoo đều là những gương mặt mới nổi của giới Dota. Trong hai game cuối, T1 đã vượt khó đả bại Virtus Pro để trở thành nhà vô địch và nghiễm nhiên giành lấy 175.000 đô la, tương đương 4 tỷ đồng tiền thưởng. Nhìn chung, cả T1 lẫn Virtus Pro đều có màn thử lửa cần thiết trước khi bước vào đợt bootcamp chuẩn bị cho TI10, giải đấu Dota 2 lớn nhất năm trị giá hơn 40 triệu đô, nơi họ chạm trán với những đối thủ mạnh nhất từ ngày 5 tháng 8. Và không chỉ riêng các tuyển thủ Dota 2 chuyên nghiệp đang dục dịch chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mà một bờ đê nào đấy, các bet thủ cũng đang gom góp thật nhiều value để cháy cùng TI năm nay. Vậy nên nếu anh em vẫn chưa sẵn sàng với số lúa trong người, thì đừng quên inbox cho fanpage Meme Studio để nhận về những chiếc cốt bet trị giá 68k trên trang trực tiếp dota2.com nhé. Những năm qua là một hành trình đáng kinh ngạc, và cuối cùng đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay cùng Dota 2. Đó là những dòng Twitter sau cùng của Anna trước khi đưa ra thông báo tạm biệt con đường Dota 2 chuyên nghiệp vào hôm 14 tháng 6 vừa rồi. Chào mọi người, những năm qua là một hành trình đáng kinh ngạc, và cuối cùng đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay cùng Dota 2. Tôi đã rất băn khoăn về quyết định này trong một quãng thời gian, nhưng giờ đây tôi đã sẵn sàng để bước tiếp sang một chương mới trong cuộc đời mình. Dota 2 là thứ quan trọng với tôi trong khoảng thời gian dài, nhưng hiện tại tôi đang bắt đầu tìm kiếm và khám phá những điều mới trong cuộc sống. Đội tuyển OG đã vô cùng thấu hiểu, cảm thông, và tôi cảm thấy quyết định này là tốt nhất cho không chỉ bản thân tôi mà còn cho cả đội. Tôi đã học được rất nhiều điều, cả trong Dota lẫn ngoài đời thực với OG. OG sẽ luôn là nhà, Dota 2 sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, và tôi vô cùng biết ơn cộng đồng Dota cũng như những người đã gặp trên quãng đường đã đi qua. Tôi cũng muốn thêm một lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình và những người bạn. Cảm ơn vì đã đọc. Anna. Việc Anna không còn hứng thú với Dota 2 được hiển hiện rõ sau chiến thắng tại TI 2018. Anh bất ngờ tạm dừng thi đấu trong suốt một thời gian dài và chỉ trở lại trước thềm TI 9. Dẫu vậy, Anna được người hâm mộ đánh giá là con át chủ bài và là 99% sức mạnh của OG. Mặc dù không luyện tập cùng đội nhiều trước thềm giải đấu, nhưng anh vẫn xuất sắc leo lên đỉnh thế giới thêm một lần nữa. Sau chiến thắng vang dội đấy, Anna một lần nữa dừng thi đấu. Nhưng khác trước, lần trở lại này của Anna với cái tên Humble God không thể vực dậy nổi một OG đang rượu dã. Thậm chí OG phải bỏ lỡ giải Animator diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Lúc này họ buộc phải vượt qua 13 đối thủ khác để cạnh tranh tấm vé cuối cùng dự TI10 của khu vực châu Âu, cùng sự thay thế bằng một cựu vương TI khác là Sumel. Hiện tại, Anna xếp vị trí top 3 tuyển thủ có thu nhập khủng nhất từ eSports. Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu, anh đã chinh phục hàng loạt danh hiệu và thu về số tiền thưởng lên tới hơn 6 triệu đô, hơn 137 tỷ đồng. Và đây cũng là tin tức khép lại bản tin bà 8 DotaBiz chục năm mới có của tụi mình. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Meme suốt thời gian qua. Và anh em cũng đừng quên like, share và subscribe, bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.